Mày cứ chém đi, mày chém đi. Ô, đi mày xem nó dám ném mày không? Bố. Ném đi. Ô, đi mày. Ném đi. Ngồi. Bố đi. Đứng qua bố mày này. Đi qua bà đây. Này, mày gọi là thằng bút mày vào đây, bố mày bắt cứ trẻ. Ô. Bố đang ngồi đây, quay. Chuối này. Quay đi, cứ quay đi. Quay trực tiếp, đi mẹ mày để toàn xa lên. Quay xa lên. Đi, cứ quay đi. Quay đi. Ờ, cứ quay đi. Đến đây mẹ mà phá hại nhá, dân làng chứng kiến nhá. Hai vợ chồng mà phá hại cho tôi nhá. Đi mẹ. Đi mẹ mày nhá, tao bảo mày thoát rồi. Ờ. Đi mẹ mày vào đất nhà mày không? Vào đất nhà mày không? Vào đất nhà mày không? Vào đất nhà mày à? Vào đất nhà mày không? Đất nhà mày à? Đất nhà tao. Đất nhà mày à? Đất nhà tao. Đất nhà mày gì? Đất nhà tao này. Đất nhà tao. Đất nhà tao đây này. Đất nhà tao. Nhá. Mẹ mày quay đây, mày quay. Tìm đưa chứng minh cá nhân. Anh này chém mày, em chém luôn này. Không, 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 mày cứ quay đi, mày quay đi. Để cho nó quay. Ờ, cứ quay đi để cho nó chém cho mày đi bẹo mày. Cứ quay đi. Quay, quay mẹ đi, đấy. Cứ quay đi. Rồi. Anh chẳng hết này, tính nó con người, cứ đá của nó này hả? Ờ, bác vào đây. Để đấy, chuối nhà nó đấy. Mày tao rồi, mày dọn rồi, mày đéo dọn. Ờ, mày cứ quay đi, chặt chặt đi. Chặt đi. Quay. Chuối tiêu lại phí hết đấy. Ờ. Chém hết. Bây giờ phải bịt mẹ mày. Riêng mày thì tao không làm đáng chết này. Mày đi mày chạy. Mày chạy đi mày chạy đi. Mày chửi ra chạy đi. Tụi nó làm gì chưa? Mày chạy đi. Đi mẹ cứ nói mà nói. Nói bộ thôi thì đéo nó làm gì đâu. Mày chỉ có ăn vạ thôi. Đi mẹ ra ngoài đường bố đâm một chiếc thuốc của mày này. Đi mẹ mà riêng mày nhá, cái tầm mày. Mày chích lên đây. Mày chích lên đây hả? Chích cả nhà luôn. Mày giỏi lắm, bố giỏi lắm. Mẹ mày luôn. Mẹ mày nữa. Chích lên đi. Chém đi. Được cái bộ gì cháu cả lót đó đây, đúng đoạn đây, còn thách cái lót kia là gọi con lọ, con kia con nào. Tao gọi ai? Gọi ai? Thì tao anh cả làng này chăm tình của nhà đó. Không ai làm gì nữa. Được. Cứ thôi đi, cứ chặt đi. Chém đi. Mày không chặt hết thì mày hút chuối qua đầu rồi. Đi mẹ mày rồi, nó cũng quay nó vào thẳng ngõ cho mày luôn. Chặt mẹ đi.
mày chặt cho tôi cái tiền. Ông về chó, mày ông về ai? Chặt lên cho tôi cái tiền. Mày nào, đi bên chỗ nó quay, chặt vứt lại cái đường để tí cho nó không cho cái tiền. Ừ, mày chặt lên đây, tôi cũng lên đứng lên. Quay rồi, quay đi. Mày cũng quay rồi. Mày cầm vẹt lên, chém lên. Quay, quay, quay đi. Mày cứ chém đi, mày ra quay ở đâu, mẹ ra quay vào mặt nó à. Ba nhà nó ba người phá hại như mình nha. Đi mẹ cái thằng con thằng 6 nào phá hại 4 nha. Xong chưa? Tôi quan sát đây, bịt mẹ mày bỏ. Mày lưu vào tôi bố, lưu vào bịt mẹ để cho có bà hết nói. Bây giờ nào? Mày, thú rồi, mày gọi được thằng Tuấn Quang lên cho anh cái. Gọi cho mày để tao gọi bọn nó lên. Ờ, đất nhà mày rồi. Dạ. Yeah.